Chương 1437, cửa thứ nhất phần 1. Mô Bình nhún nhún vai cười nói: dù sao ta đi tìm bọn họ cũng không thu, dứt quá theo chân các người là tốt. Diệp Thần có chút gật đầu, không biết những chủng tộc thiên tài kia mạnh bao nhiêu. Diệp Thần trong đại sảnh vẫn cảm giác mấy cố khí tức như vậy, tựa hồ không kém hơn hắn. Những chủng tộc cường giả này bản thân điều kiện liền gặp may mắn. Thiên phú tu luyện bọn hắn từ trong bụng mẹ liền dẫn ra rất nhiều nhân loại khả năng hào phí cả đời tinh lực, không cách nào tu luyện tới chiến hoàng cấp. Mà bọn hắn vừa khi ra đời là chiến hoàng thậm chí thị thân. Trong đại sảnh rất nhiều người bắt đầu kéo bè kéo cánh. Duy chỉ có bọn Diệp Thần là bị cô lập một bên, ngược lại lộ ra có chút hạc giữa bầy gà. Nhất là thái độ bọn Diệp Thần bình tĩnh thong dong để bọn hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Hí Tuyệt xa xa đi tới, hắn ấy với bọn Diệp Thần ngược lại sinh ra hứng thú. Bởi vì hắn cảm giác trên người Diệp Thần sư gia Ali lộ ra khí tức cùng nhân loại yếu tố chủng tộc thứ ba bình thường bất đồng. Ta cho các người một cơ hội trở thành người hầu của ta, ta có thể bàn cho các người huyết ma thân thể, cho các người thoát khỏi gông cùm xiềng xích chủng tộc thứ ba. Hí Tuyệt thần sắc ngạo nghễ, dùng một loại tư thái cực kỳ cao ngạo bao quát bọn Diệp Thần. Ở hắn xem ra tất cả chủng tộc thứ ba là khát vọng có được thân thể chủng tộc thứ hai. Hắn khai ra điều kiện như vậy, bọn Diệp Thần nhất định mừng rỡ như điên. Huyết ma thân thể bị vô số người thường hướng tới, đó là tồn tại đỉnh phong trong chủng tộc thứ hai. Diệp Thần mắt lé qua nhìn sang Hí Tuyệt, tên này đúng là buồn cười, không hiểu thấu đi tới để cho người khác làm người hầu của hắn. Hắn thật đúng cho mình là bánh trái thơm ngon sao? Không có hứng thú, Diệp Thần cười nhạo một tiếng chả thèm ngó. Sư gia cũng là vẻ mặt lười nhác, mặc kệ Hí Tuyệt bên cạnh Ali nhìn cũng chả thèm nhìn. Mưu Bình nhìn Diệp Thần lại nhìn sư gia Ali một chút. Tuy hắn là một đầu lưu manh, không để ý sinh tử, nhưng mà không dễ dàng cúi đầu đi làm người hầu của Hí Tuyệt. Nhưng mà thái độ bọn Diệp Thần lại để cho hắn có nghi hoặc. Bởi Mưu Bình nhìn ra bọn Diệp Thần đối với Hí Tuyệt phát sinh từ nội tâm khinh miệt, thật giống như bọn họ là tồn tại so với huyết ma cao hơn. Hí Tuyệt cho rằng hắn khai ra điều kiện như vậy là bình thường chủng tộc thứ ba, hận không thể quỳ trên đất thẻ lưỡi liếm mũi chân của hắn, lại nghĩ không thấy bọn Diệp Thần một cái thái độ như vậy. Hí Tuyệt giận quá hóa cười hừ lạnh một tiếng nói: các người rất tốt, một hồi tuyển bạt bắt đầu, đến lúc đó đừng ngay cả cửa thứ nhất cũng không qua. Ngữ khí Hí Tuyệt có một loại ý tứ uy hiếp nồng đậm. Theo ta được biết, bên trong chết người số lượng không ít, vậy thì người càng phải cẩn thận rồi. Diệp Thần quét qua Hí Tuyệt lãnh đạm nói. Diệp Thần thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trên mặt Hí Tuyệt tái nhợt, nhiều sợi gân xanh bạo lộ, hiển nhiên là cực kỳ cam tức. Thân là tồn tại tuyệt đỉnh trong chủng tộc thứ hai, lại là chủng quần trong vũ trụ thành lập lên thần quốc, địa vị huyết ma không kém hơn một ít đệ nhất chủng tộc chút nào. Hí Tuyệt từ nhỏ tới lớn là chưa từng bị chủng tộc thứ ba khinh thị qua. Tại huyết ma thần quốc, tuyệt đại bộ phận chủng tộc thứ ba là nhân loại, đều là người hầu bọn hắn, bị bọn hắn xem ra sử dụng tí làm nhục, lại không dám phản kháng. Người rất tốt, có cốt khí, chờ đến bên trong ta ngược lại muốn xem xương cốt của người có cứng như vậy không. Hí Tuyệt lạnh lùng vất béo ly khai. Hí Tuyệt rõ ràng là bị quét qua mặt mũi. Đối phương lại là nhân loại cùng yếu tố trong chủng tộc thứ ba. Trong đại sảnh các cường giả khác hai mặt nhìn nhau có chút sững sờ. Hí Tuyệt đã tồn tại cường đại trong đại sảnh này. Lúc này xa xa thần tấn tinh hồn huyền xạ còn có mấy vị cường giả còn lại cũng không khỏi nhiều bọn Diệp Thần nhìn. Bất quá bọn hắn rất nhanh lợi là rời đi ánh mắt. Hàng năm đều có một ít loại chủng tộc thứ ba muốn nhập Minh Thành, nhưng mà cuối cùng đã thành pháo hồi, chính thức có thể lưu tới cuối cùng giải sẽ không có mấy. Hiện tại bọn hắn, bọn người Diệp Thần còn là cuồng ngạo, chờ khi vào bên trong biết rõ sai. Ngay khi bọn Diệp Thần ngồi xếp bằng chờ đợi tuyển bạt bắt đầu, một bên khác đại sảnh mấy nhân tộc cương giả là châu đầu ghé lại. Bọn hắn cũng đều là hạ vị tinh chủ, tổng cộng 40-50 người, chỉ là trên người bọn hắn đều lộ ra khí tức ma tính nào đó.
Người kia là Diệp Thần mà cung chủ muốn tìm. Lừa một cái trở về báo tin, những người khác cùng ta đi vào chọn giết hắn. Những người này là tới từ Xích Viêm Tinh Cung, bọn hắn là một đường truy tung tới đây. Sau một lúc lâu, tổ ma trên bầu trời kia như nhận được ai chỉ thị, thanh âm của hắn quanh quẩn trong đại sảnh trống trải. Vòng thứ nhất tuyển bạt sắp bắt đầu, các người vào thôi. Một vòng tuyển bạt lại không thể giết người. Trước đại sảnh, một phiến đại môn do tinh thần tinh tủy tạo thành chậm rãi mở ra. Các tộc cường giả nhào nhào lướt tới hướng bên trong lao đi. Xét qua đại môn, phía trước là mảnh đại sảnh càng thêm rộng lớn. Trong đại sảnh chỉnh tề từng bộ vô số cỗ quan tài thủy tinh, có là mấy trăm vạn. Đấy hết thảy đều là bị Diệp Thần nhớ tới linh thần chi địa kia. Vòng thứ nhất sẽ là khảo hạch độ cường của linh hồn các ngươi. Các ngươi liền vào quan tài thủy tinh, sẽ xuất hiện ra một cái thế giới linh hồn hư ảo. Một kích giết một người có thể nhớ một phần, đồng thời có thể lấy được điểm người trên đối phương. Ở trên linh thần chi địa có một vị siêu cấp cường giả trấn thủ, hắn sẽ đánh giá cường độ linh hồn các ngươi. Thanh âm tổ ma uy nghiêm truyền đến lỗ tai trong mỗi người. Vòng thứ nhất khảo hạch lại là cường độ linh hồn. Một đám cường giả chân trừ một nát nhào nhào hướng xa xa lao đi, tấn nhập quan tài thủy tinh. Diệp Thần cùng Sư Gia Ali nhìn nhau. Diệp Thần tiểu tử, lúc ở đây chúng ta đều phải nhờ vào ngươi. Sư Gia cười hắc hắc, trong cái tươi cười lộ ra khí tức hàm ý khác. Cường độ linh thần của Diệp Thần không phải là phản đối. Thời điểm linh thần chi địa hắn đã chứng kiến. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, cũng không biết linh thần thế giới tại đây cùng với thần Mộc Chí Tôn dẫn bọn hắn đi linh thần thế giới kia có gì bất đồng. Không nghĩ tới vòng thứ nhất tuyển bạt là tỉ thí cường độ linh hồn, đây chính là Diệp Thần am hiểu nhất. Ngoại trừ Diệp Thần, cường độ linh hồn của Ali là phi thường cao. Chương 1438, cửa thứ nhất phần 2. Cửa thứ nhất đối với Mưu Bình mà nói có chút khó, bởi tư cách của Chu Hiệp nhất tộc cường độ thân thể là không tệ, nhưng mà cường độ linh hồn là không được tốt. Bất quá mặc kệ cường độ thân thể hay cường độ linh hồn, hắn cùng chủng tộc thứ hai đệ nhất chủng tộc tóm lại là không thể so. Mưu Bình có chút kỳ quái chính là Diệp Thần Ali vẻ mặt dễ dàng mà sư gia kia thì vẻ cười xấu xa như là kiếm được cái gì. Chúng ta đi, Diệp Thần nói. Diệp Thần, Ali, Sư Gia cùng Cao Mưu Bình lướt trên thân không mà đi, hướng quan tài bằng kiền lao tới. Xa xa các cường giả huyết ma nhất tộc nguyên một đám nhào nhào tấn nhập quan tài bằng băng mà thí tuyệt. Có rất nhiều ý tứ hàm xúc nhìn qua Diệp Thần, huyết ma nhất tộc cũng là có được linh hồn thiên phú phi thường cường đại. Chỉ tiếc cửa thứ nhất không thể chính thức sát nhân. Đầu lưỡi màu đỏ tươi của thí tuyệt liếm liếm bờ môi. Vốn tư cách huyết mạch nhất tộc có thể thể lội hắn chảy xuôi theo huyết dịch hiếu chiến, bất luận người nào thấy cũng khó chịu đều là tiêu diệt. Diệp Thần, Ali, Sư Gia cùng Mưu Bình trước sau riêng phần mình tấn nhập quan tài bằng băng nằm xuống. Trong quan tài bằng đạo bạch quang đẹp mắt phát sáng. Thời điểm Diệp Thần mở mắt, phát hiện linh hồn của hắn tấn nhập một cái phiến không gian khác. Đây là một mảng không gian vô cùng khoáng đạt, tựa như linh thần chi địa. Bầu trời tối tăm lu mờ, hướng xa xa nhìn lại lần lượt thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn. Càng ngày càng nhiều người vào, Diệp Thần cảm giác linh hồn hắn không ngừng tăng phúc, đã cường đại đến một loại trình độ phi thường kinh người. Hôm nay linh hồn của Diệp Thần đã có thể ngừng hóa linh thần vô cùng cường đại. Ban đầu thời điểm ở linh thần chi địa, cường độ linh hồn Diệp Thần đã là không kém cao vị tinh chủ. Hiện tại Diệp Thần so với trước kia tu vị càng tăng cấp độ. Ở linh hồn thế giới tu vị linh thần của Diệp Thần ngay cả tình chủ cấp đỉnh phong cấp cường giả cũng đừng mơ tưởng địch nổi. Nhưng đệ nhất loại chủng tộc, thứ hai chủng tộc linh hồn chi lực phi thường cường đại kia, dù đã cường độ linh hồn siêu việt cấp bậc trước, tối đa cũng chỉ có thể đạt tới cao vị tinh chủ. Trong thế giới của linh hồn, ai muốn tìm Diệp Thần phiền toái cái kia là ngu quả muốn chết. Diệp Thần ý niệm khẽ động, phát hiện chỗ linh hồn Sư Gia Ali cùng Mưu Bình, bọn hắn đang bị người ta vây công. Sư Gia Ali cùng Mưu Bình bởi vì là chủng tộc thứ ba,
ở từng cái chủng tộc cường giả kia xem như là quả hồng mềm tùy thời có thể nắm, cho nên đã trở thành mục tiêu công kích trước nhất. Linh hồn Ali có thực lực cao vị tinh chủ, ở dưới mấy chục cường giả vây công liền giết qua 5 người. Yêu thú Li Miêu rõ ràng có linh hồn mạnh như vậy. Đầu lĩnh một cái huyết ma cường giả âm thầm kinh hãi. Hắn là thủ hạ Thí Tuyệt, dẫn theo mấy cái cường giả chủng tộc thứ hai ý đồ vây giết Ali, nghĩ không tới rõ ràng ăn thiệt thòi. Huyết ma cường giả kia gào thét một tiếng, huyết khí trên người trở nên hừng hực. Hắn thúc giục huyết ma nhất tộc linh hồn bí pháp huyết quang trùng thiên. Linh hồn chi lực của huyết ma cường giả này lập tức kéo lên nhiều độ, vượt quá Ali. Huyết ma nhất tộc linh hồn chi lực quá cường đại. Còn lại cường giả chủng tộc thứ hai thế nhào nhào thối lui, chuẩn bị xem huyết ma cường giả cùng Ali đại chiến. Đôi mắt Ali kiên định, một cỗ huyễn thuật chi lực quay người chảy xuôi, chuẩn bị cùng huyết ma này chiến một trận. Đúng lúc này, hư không đột nhiên duỗi ra bàn tay khổng lồ, bành một tiếng đem huyết ma kia niết trong tay. Dám khi dễ Ali, muốn chết! Xa xa hư không chuyển đến một tiếng hư lạnh trung thiên. Nhìn xem bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, xung quanh vô số sinh linh đều là ngẩn người. Cái gì đó? Là ai? Những sinh linh chủng tộc thứ hai vẫn là chưa rõ chuyện gì xảy ra. Tu vị linh hồn của huyết ma cường giả phi thường cường đại, để bọn hắn cảm thấy thật sâu kính sợ. Nghĩ không tới rõ ràng ở hư không duỗi tới một cái bàn tay bắt được, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cố khí tức cường hoành này áp bách đến huyết ma cường giả kia cơ hồ muốn bạo chết. Bọn hắn hướng hư không xa xa nhìn, mơ hồ phảng phất thấy được một cái linh thần cực lớn đứng lặng lặng ở hư không, thần sắc trang nghiêm không thể xâm phạm. Một cái luồng sóng linh hồn chi lực ở cường đại mãnh liệt mà tới, bọn hắn cảm giác mình giống như là một cái thuyền nhỏ thần ở trong sóng to gió lớn. Cố lực lượng kia tùy thời có thể đem bọn chúng cuốn bay. Huyết ma cường giả kia lộ ra kinh hãi không thôi. Hẳn cái kia chính là linh thần trong truyền thuyết. Rõ ràng ai luyện ra linh thần, chẳng lẽ một cái siêu cấp cường giả đệ nhất chủng tộc sao? Chứng kiến sinh linh này vây công Ali, lúc này nội tâm Diệp Thần có chút tức giận, trên tay không khỏi gia tăng vài phần lực đạo. Bánh một tiếng, huyết ma cường giả bị kia hắn niết nổ, hóa thành một đám khói. Còn lại cường giả chủng tộc thứ hai thế nguyên một đám sợ tới té cứt té đái, tứ tán chạy trốn. Bọn hắn nghĩ mãi không rõ bọn hắn thế nào là gấp, gặp một cái tên linh hồn chi lực biến thái đến vậy. Chính giữa bọn hắn mạnh nhất huyết ma cường giả bị một đối phương trực tiếp bóp vỡ, dùng thực lực bọn hắn càng không có khả năng là đối thủ của Diệp Thần. Muốn đi không dễ như vậy. Chứng kiến những người xung quanh chạy trốn, Diệp Thần vùng cự trưởng đánh ra, bành bành, nguyên một đám sinh linh bị Diệp Thần đập như con ruồi chết ở mặt đất. Ở thế giới linh hồn, Diệp Thần là tồn tại siêu nhân, thực lực so với những thứ này là muốn hơn không biết bao lần. Thân ảnh Diệp Thần kẽ động, mang lên Ali phân biệt cứu sư gia cùng Mưu Bình bị vây công. Kẻ Mưu Bình chứng kiến linh hồn Diệp Thần nguyễn ra linh thần cực lớn, kinh ngạc đến mắt choáng váng. Cái này là linh thần trong truyền thuyết, linh hồn chi lực bành trướng thật cương đại. Khó trách trước khi tới Diệp Thần cùng Ali bình tĩnh như thế. Sư gia thì ra vẻ kiếm được cái vòng thứ nhất này, Diệp Thần không hề lo lắng lấy được, có thể lấy được đệ nhất. Có ai tài giỏi qua được linh thần của Diệp Thần sao? Diệp Thần linh thần thực lực đáng sợ, ngay cả mức thần tấn tình hồn huyền dạ kia trong tay Diệp Thần, linh thần bất quá chỉ qua một vòng. Ở thế giới linh hồn, Diệp Thần linh thần quả thực là tồn tại nghịch thiên. Lúc này trong cái tòa cung điện ở nơi cực sâu thế giới linh hồn, có một cái tráng hán người mặc ngân sắc chiến giáp đang khoanh chân mà ngồi. Chương 1439, đưa tới cửa. Tòa cung điện này là hoàn toàn do linh hồn chi lực biến thành. Chàng hắn kia xếp bằng ở giữa cung điện, hẳn là hắc ma nhất tộc cường giả. Hắc ma nhất tộc là chủng tộc phi thường thưa thớt trong vũ trụ, toàn bộ tộc đàn cũng không quá 100 người mà thôi. Từng cái hắc ma nhất tộc cường giả là tuyệt thế thiên tài, cơ hồ trong từng cái đều có thể tu luyện tới cảnh giới vượt quá tưởng tượng. Hắc ma nhất tộc linh hồn chi lực phi thường cường đại, phiến thế giới linh hồn này chính hắn dùng linh hồn chi lực biến ảo, nhưng mà hắn không có tu luyện ra linh thần. Linh thần là tồn tại phi thường cao đẳng,
phải dùng công pháp tu luyện đẳng cấp cao mới luyện ra được linh hồn chi lực, sau đó ngưng hóa thành. Từ xưa tới nay, tu luyện ra linh thần giải rác không có mấy. Hắn cảm thấy trong thế giới linh hồn có một cỗ lực lượng kỳ dị chấn động, mở mắt thì thào nói: không nghĩ tới rõ ràng đụng phải một thiên tài tu luyện linh thần, không tệ không tệ. Bất quá gần kề chỉ là có được linh thần chưa đủ, hắn còn muốn nhìn thiên phú khác của Diệp Thần thế nào. Trong thế giới linh hồn, mấy chục vạn cường giả đang bên trong hỗn chiến, linh hồn chỉ được không ngừng kích động. Diệp Thần sư gia còn qua ly dừng ở một cái lời nào đó hẻo lánh thế giới linh hồn, cũng không tham gia chiến đấu. Các người không tham chiến sao? Mưu Bình nhìn bọn Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Chờ bọn hắn đánh một cái hồi, sau đó tiêu diệt hết mấy cái thực lực mạnh nhất là được. Sư gia cười khíp mắt nói. Mưu Bình bất đắc dĩ. Diệp Thần linh thần trên phiến thế giới linh hồn này chính là tồn tại biến thái. Người khác là tận khả năng tiêu diệt một ít quả không nên dễ bóp, sau đó tận lực trốn, không muốn cùng cường giả kia tao ngộ. Mà bọn Diệp Thần nghĩ trước hết để cho những cái cường giả kia tiêu diệt một ít người, tích lũy điểm, đợi lát nữa Diệp Thần lại đi lên, đem bọn họ tiêu diệt, như vậy bớt dùng ít lực. Quả nhiên, chỗ đứng bất đồng, cách nghĩ cũng không giống lúc trước. Sư già vỗ vỗ vai Mưu Bình nói, tiêu tử, người đi theo chúng ta hỗn. Chúng ta là không bạc đãi ngươi, đợi lát nữa để cho Diệp Thần tiểu tử kia bắt một cái điểm cao tới cho ngươi, giúp ngươi đè xuống, ngươi đem hắn bá đạo, cửa ải này là thông qua. Mưu Bình hát to miệng, không biết nên nói cái gì, cái này mà cũng được. Ở bên trong mấy chục vạn cường giả hỗn chiến, có mấy chục người thực sự là tồn tại ánh sáng vô cùng, ví như huyết ma thí tuyệt, đã giết mấy ngàn người, trên người linh hồn chiến sắp, tách ra huyết quang chói mắt đánh đầu thắng đó. Thần tấn tinh hồn huyền dạ cũng không chút thua kém, toàn thân hắn là bao quanh bởi cái hào quang hừng hực, chói mắt, từng đạo màu trắng đem trên người, cõng xung quanh hắn toàn bộ xuyên qua. Trừ hai cái bọn họ ra còn có 16 người, đều là tồn tại thực lực cương đại, không chút nào kém thí tuyệt huyền dạ. Hỗn chiến tấn nhập gay cấn, thỉnh thoảng lại có người linh hồn oanh bạo, thối lùi ra khỏi thế giới linh hồn. Diệp Thần một mực đứng ngoài quan sát lấy hỗn chiến, ước định thực lực những người này. Diệp Thần phát hiện mấy cái tên gia hỏa này tuy chỉ có hạ vị tinh chủ, nhưng mà cường độ linh hồn là không kém thiên vị tinh chủ cường giả bình thường. Cho dù là người nổi bật nhất trong đệ nhất loại thứ hai chủng tộc cũng có được thực lực siêu giai bình thường. Bất quá những người này cùng Diệp Thần linh thần so sánh vẫn là thua kém rất nhiều. Diệp Thần Ali Sư Gia còn có Mưu Bình lặng lặng nhìn. Đúng lúc này, có 6 cường giả chủng tộc thứ hai hướng bên này lướt tới. Bọn họ là từ trên chiến trường hỗn loạn đi ra. Bọn họ một cái mạnh nhất là tích lũy 600 điểm, mấy cái khác là 200-300 điểm. Thực lực bọn hắn cũng như là không tệ, nhưng nếu như tiếp tục đánh tiếp, bọn hắn là cảm thấy có chút cố hết sức, bởi vì bọn họ liên tục tào ngộ mấy cái so với bọn hắn mạnh hơn. Thiếu chút nào là không có kịp chạy ra, cho nên bọn hắn manh động vài phát thoái trước trốn rồi nói. Thời điểm từ trên không xẹt qua, bọn hắn thấy Diệp Thần Ani Sư Gia cùng Mưu Bình. Đất trống phía dưới, nhìn bên cạnh rõ ràng lé ra 4 cái. Một cái thủy yêu nhất tộc cương giả nói, 4 cái này đoán chừng là thực lực không tốt, biết rõ đi nên chỉ là chịu chết mới là trốn chỗ này. Một ma linh nhất tộc cương giả hắc hắc, đã như vậy trước thủ 4 cái này đi. Đầu lĩnh điện hồn nhất tộc cương giả nói, 6 cường giả chủng tộc thứ hai hướng Diệp Thần Ani Sư Gia cùng Mưu Bình bao vây đến. Ở bọn hắn xem ra hẳn là muốn tiêu diệt bọn Diệp Thần còn không đơn giản sao. Diệp Thần không có ngưng hóa linh thần, nếu không linh thần vừa ra đoán chừng những người này bị dọa chạy. Diệp Thần tiểu tử, chúng ta chỗ này không nhúc nhích, đã có người tìm tới cửa. Sư gia ha ha cười nói. Sư gia ta cũng có chút ngứa tay rồi. Sau cái loại chủng tộc thứ hai cảm thấy bọn hắn Diệp Thần là quả hồng mềm, còn mồi dễ như chờ bàn tay, lại không nghĩ rằng bọn hắn bị Diệp Thần sư gia coi thành con mồi đưa tới cửa. Mưu Bình nhìn chằm chằm sư gia, lại nhìn Diệp Thần một chút. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng kết cục mấy cường giả chủng tộc thứ hai này thảm bại cỡ nào. Chứng kiến dáng tươi cười nhẹ nhõm sư gia, thủy yêu nhất tộc cường giả kia cười nhạo một tiếng nói, những tiếng này không phải là sợ choáng váng ư? Rõ ràng còn cười một nhân loại bà con yêu thú, đoán cho bọn hắn là mình bạch mình không có đùa giỡn. Chờ chúng ta tiễn đưa bọn hắn ra ngoài đây. Mà linh nhất tộc cường giả đùa cợt. Chứng kiến Diệp Thần Ani sư gia còn Mưu Bình bình tĩnh như thế, bộ dáng một chút không bối rối nội tâm, điện hồn nhất tộc cường giả đột nhiên bay đến, cái tia dự cảm bất hảo. Đi! Điện hồn nhất tộc cường giả quát to,
Mấy cường giả chủng tộc thứ hai còn lại sừng sốt, nhưng mà lập tức phản ứng đi qua, lập tức hướng bên ngoài chạy như điên. Những thứ này ngược lại nhạy bén, nhanh như vậy phát hiện tình huống không đúng. Linh hồn Diệp Thần nhanh chóng ngưng hóa linh thần cự đại, cự trưởng gào thét mà đi đem 6 cái cường giả chủng tộc thứ hai toàn bộ chảo trong tay. Cần kể chỉ một chiều, một cái không thoát. Những cường giả chủng tộc thứ hai này không ngừng giãy giụa, lại thủy chung không cách nào giãy thoát. Bọn hắn sợ choáng váng, bọn hắn hoàn toàn nghĩ không tới Diệp Thần là tồn tại cường hoàng thế vậy. Nhìn xem linh thần cực kỳ cái khủng khủng kia, bọn hắn nguyên một đám toàn thân mất đi ý chí chống cự, tu vị hoàn toàn không cùng cấp độ. Chương 1440, linh thần quét ngang phần 1. Trong nội tâm hắn hối hận à, bọn hắn tìm ai phiền phức không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm mấy cái tên sát tinh này. Tuy ở thế giới linh hồn bị giết cũng không có vấn đề, mà vất vả tiêu diệt nhiều người tích lũy điểm, thoáng cái không có, nội tâm bọn hắn phiền muộn có thể nghĩ. Giật thần tay phải khẽ nhếch, đem 6 người kìm trên đất. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa, vốn là sông tới. Sư già hắc hắc cười, bên trong mấy cường giả chủng tộc thứ hai qua, các người có bao điểm? 631. Điện hồn nhất tộc cường giả ủ rũ nói, ai biết một cái nhân loại ba con yêu thú có thể mạnh thế vậy? Nhân loại cùng yêu thú không phải là hạng chủng tộc thứ ba sao? Điện hồn nhất tộc cường giả kia phiền muộn, về sau đụng phải nhân loại còn có yêu thú vẫn là đường vòng đi thôi. 323, 216. Các cường giả ngoan ngoãn báo ra thân phận điểm. Các người những tiểu tử này khá tốt, rõ ràng lấy nhiều điểm như vậy cũng không tệ, không tệ. Sư gia thỏa mãn gật đầu. Nghe sư gia nói những cái cường giả chủng tộc thứ hai buồn bực, dùng thực lực bọn hắn giết chết 1000 điểm cho nên không phải là không được. Hết lần này tới lần khác gặp bọn người Diệp Thần, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Các tiểu tử, điểm các người chúng ta thu hồi, lần sau thêm chút con mắt, nhìn người nào có thể gây các người không thể gây. Sư gia vỗ vỗ đầu điện hồn nhất tộc cường giả kia. Mấy cường giả trường cường chủng tộc thứ hai nguyên một đám là tựa như là đợi làm thịt, biệt khuất phải biết. Mấy cái sinh linh này chỉ hận mình quá mức xui xẻo, ai nghĩ tới đụng một cái người. Còn ba con yêu thú, dù là chủng tộc thứ ba là ẩn mặc cho người ta chém giết, người ta nào nghĩ tới những thứ này là biến thái thế vậy. Những điểm này sư gia Ali còn có một bình các người phân ra. Diệp Thần nói, cửa thứ nhất đối với Diệp Thần thực quá đơn giản. Trước tiên bèn phân cho sư gia Ali cùng Mưu Bình, đợi lát nữa bọn hắn tùy tiện giết mấy cái cao thủ, lập tức là bão tố đơn giản. Cả thế giới linh hồn này mặc dù là lớn vô cùng, nhưng mà cùng linh thần thế giới so sánh vẫn là thua kém rất nhiều những người khác. Cho dù đi núp, Diệp Thần rất dễ có thể tìm thấy vị trí bọn họ. Linh thần cửa thứ nhất tuyệt đối là tồn tại vô địch nghịch thiên, cho nên bọn họ một cái đừng nghĩ chạy mất. Diệp Thần đã quyết định chú ý, muốn người Minh Thành chú ý, tiến vào nội bộ Minh Thành nhất định thể hiện ra đầy đủ thực lực cương đại, vậy mới có thể tiếp xúc đến tồn tại như mình. Cho nên Diệp Thần vẫn là quét ngang qua cửa thứ nhất. Linh thần Diệp Thần liên tục xuất thủ trợ giúp Ali Sư Gia cùng Mưu Bình giết chết hơn 600 cường giả các chủng tộc. Phần cho ba người bọn họ nhanh chóng tới 1000 đã là vô cùng cao. Diệp Thần tiểu tử, chúng ta xếp hạng cũng đã vào top 100. Tiến vào top 100, đám sư gia có thể từ thế giới linh hồn nhận được tin tức, biết mọi người xếp hạng. Xếp cao nhất là người nào? Diệp Thần xa xa hỏi. Cao nhất là thần tấn tinh hồn huyền xạ kia. Tiếp theo là lôi âm nhất tộc cường giả Ma Gia. Thứ ba chính là thị huyết. Năm tên phía trước, phần số rất kinh người. Mỗi người là hơn 1 vạn, huyền xạ là hơn 3 vạn. Sư gia thở dài xách xách, so sánh xuống dưới bọn họ 1000 điểm thực là không coi vào đâu. Nơi xa trong hư không, 5 người mạnh nhất ngạo nghễ lăng không mà đứng, lẫn nhau trong lúc đó một chút địch ý. 5 người bọn họ là người cạnh tranh cuối cùng. Huyền dạng, người dám cùng ta đánh một trận sao? Thanh âm Ma Gia tựa như là sấm vang, thanh âm hùng hồn vô cùng. Cường giả bình thường nghe được thanh âm này cảm giác khí huyết quay cuồng, màng nhĩ cơ hồ bị đánh tả tơi. Trên người Ma Gia lộ ra khí tức nghiêm nghị, tay cầm lôi điện trắng kiện giống như là một cái thanh trường đao vô cùng khổng lồ. Thần tấn tinh hồn huyền dạng lăng không mà đứng, trên người quang mang vạn trượng. Ma Gia, thực lực ngươi cùng ta so sánh kém một chút. Huyền dạ nhìn nứt tí huyết nơi xa, phong kinh vân đạo nói,
hai người các ngươi cộng lại có lẽ là không sai biệt. Thí tuệ sắc mặt run lên, sắc mặt ma già cũng khó nhìn. Xung quanh những cường giả vây xem lòng ngẫm nghĩ, Huyền gia quả nhiên khí phách lại muốn đè một lần khiêu chiến hai siêu cấp cùng giai. Xung quanh tụ tập hơn ngàn cường giả các tộc, những cường giả này mỗi người ít nhất đều có 10, thậm chí trên 100, hoặc là còn hơn cả ngàn điểm. Những cường giả này cũng là trong trận chiến đấu kia lưu tới cuối cùng. Hơn ngàn cường giả các tộc, cơ hồ tồn tại cường đại nhất trong mấy chục vạn sinh linh đi vào. Huyền dạ khẩu khí người quá lớn, nếu như đánh thắng ma già lại cùng ta đấu không muộn. Thí tuyệt hử lại nói, cách ba người bọn hắn gần nhất chỉ có hơn 10 người các tộc cường giả, tự hồ là nóng lòng muốn thử nghĩ cách gia nhập chiến đoàn. Thực lực bọn họ cùng Huyền dạ ma xa cùng thí tuyệt xê xích không nhiều. Bọn họ là tuyệt thế thiên tài trong hạ vị tinh chủ, đủ để ngạo thị quần hùng. Trong từng cái vẻ mặt là vô cùng cuồng ngạo, người nào cũng không chịu nhường người nào. Chiến ý hừng hực, mắt thấy một cái cuộc đại chiến bắt đầu muốn lộ ra. Đúng lúc này một cái thân ảnh cao lớn đột nhiên xuất hiện trong bọn họ. Người này là Diệp Thần, đứng trong trung ương. Một ít cường giả thấy Diệp Thần bộ thong dong bình tĩnh, trận chiến này các người không cần đánh. Diệp Thần bình tĩnh nói. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện khiến mọi người lòng rung minh. Diệp Thần xuất hiện quá đột nhiên, ngay cả bọn Huyền dạ ma gia thí tuyệt cũng nhìn không ra Diệp Thần là làm sao tới giữa bọn họ. Người là ai? Huyền dạ cao mày lạnh lùng nhìn Diệp Thần. Hắn từ trên người Diệp Thần cảm thấy một cái tia uy hiếp. Là ngươi? Thí tuyệt nhận ra Diệp Thần. Diệp Thần chính là nhân loại mới vừa rồi hắn ở bên ngoài gặp phải kia. Một người mà hắn muốn làm gì? Bất quá giờ phút này, từ trên người Diệp Thần cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Trên người huyết quang lượn lờ, cảnh giác nhìn chăm chăm Diệp Thần. Cùng lúc bên ngoài khinh thị bất đồng, thí tuyệt bắt đầu là nghiêm túc đối đãi với nhân loại trước mặt này. Chương 1441, linh thần quét ngang phần 2. Ma gia cũng đem lực chú ý trên người thần Huyền dạ rơi đi, rơi trên Diệp Thần. Lúc này xung quanh ánh mắt của cả ngàn cường giả tất cả chăm chú nhìn vào Diệp Thần. Các người không cần đánh lãng phí thời gian. Mười mấy vạn sinh linh, cuối cùng còn lại hơn ngàn người các người này sao? Diệp Thần chậm ngâm ngắm tứ phía mỉm cười. Đem các người toàn bộ giết hết nên có thể cầm ra mười mấy vạn điểm A. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, các tộc cường giả ồ. Diệp Thần không khỏi quá kiêu ngạo, ca rỡ này là muốn giết tất cả mọi người bọn họ. Tiểu tử không biết tính làm gì đó, không biết cuồng vọng. Hơn ngàn tộc cường giả nào rối rít mắng Diệp Thần. Sắc mặt đắn huyệt mà ma ra cùng thí tuyệt âm trầm. Lại có người dám trước mặt bọn họ cuồng vọng như thế. Muốn solo hơn ngàn cường giả, Diệp Thần đúng là cuồng đến không thể nào biên giới có. Cho dù bất kỳ một cái nào của bọn họ cũng không dám có thể nói đánh bại hơn cả ngàn cường giả này liên thủ. Hơn ngàn cường giả này là mười mấy vạn sinh linh sau khi hỗn chiến lưu lại. Huống chi Diệp Thần chỉ là một tên nhân loại. Người là nhân loại cuồng vọng nhất ta thấy, Huyền dạ hư lạnh nói. Đừng quên nhân tộc bất quá là chủng tộc thứ ba tinh hồn nhất tộc chúng ta sáng tạo mà ra. Trong lời Huyền dạ có một loại miệt thị nồng đậm. Loại người thực sự là tinh hồn nhất tộc sáng tạo sao? Nếu như tinh hồn mỗi ngày không ngừng sáng tạo loài người, vậy thì không thể cãi lại. Nhưng mà Diệp Thần chẳng bao giờ thấy tinh hồn sáng tạo loài người. Loài người là lấy phương thức của mình, trong vũ trụ là diễn sinh sống. Ngôn luận của người thống trị không phải là hoàn toàn có thể tin. Có lẽ đây là tinh hồn vì có thể tốt hơn khống chế quần loài người mới nói dối. Vậy, hôm nay người coi như là thêm kiến thức. Diệp Thần cơ nhạt không sợ hãi ngắm nhìn tứ phía. Chúng ta cũng muốn nhìn người tuột cùng là có bao nhiêu bản lãnh. Mà ra tính tình bốc lửa, thấy Diệp Thần cuồng vọng lập tức rung lên. Lôi điện trong tay hướng Diệp Thần chém xuống. Lôi điện trong tay hắn nhanh chóng trở nên to lớn, tựa như là vô cùng lợi kiếm. Cảm giác lôi điện lực lượng kia chém xuống, Diệp Thần hừ một tiếng, bắt đầu ngừng hóa linh thần. Hình thể hắn nhanh chóng trở nên to lớn, hóa thành cự nhân thần cao vạn trượng. Thình thịch, lôi điện trong tay ma ra oanh kích trên người linh thần, trào ra đạo đạo điện quang. Nhưng mà những điện quang kia nhanh chóng tiêu tán không thấy. Ma ra ngẩng đầu hoảng sợ nhìn linh thần, hình thể khổng lồ, mặt biến sắc, lại là linh thần. Hơn nữa trình độ linh thần này cường đại quả thực vượt xa tưởng tượng. Lôi điện quán chém trên người linh thần, ngay cả một chút dấu vết không có để lại. Hơn ngàn cường giả các tộc kinh hãi không thôi.
nhìn Diệp Thần Ninh Thần sau khi kịp phản ứng rối rít tứ tán tản ra. Giờ phút này ngay cả Quyền Dạ cùng Thiết Tuyệt tất cả sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm thấy trên người Linh Thần lực lượng đáng sợ cuồn cuộn, giống như muốn cuốn bọn họ ra ngoài. Không có người dám cười nhạo Diệp Thần mới vừa rồi cuồng ngạo nữa. Giết hắn đi. Đám Huyền Dạ Thiết Tuyệt lập tức hiểu không có cùng đem Diệp Thần giết chết. Cái kẻ chỉ có thể là đợi Diệp Thần tiêu diệt từng bộ phận. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó từ trước tới giờ không phải là đồng đội. Lần đầu tiên bọn hắn liên hiệp cùng nhau. Trên người Huyền Dạ quang mang vạn trượng, thân thể trở nên bành trướng, vùng lên cự quyền tựa như là một cái viên hàng tinh nóng bỏng thiêu đốt, hướng Diệp Thần Linh Thần oanh tới. Thần Dạ là đệ nhất chủng tộc cao quý, một trong chủng quật cường đại nhất ở giữa vũ trụ. Trên người Huyền Dạ có một loại ngạo khí mãnh liệt, tinh hồn nhất tộc tôn nghiêm là không cho phép khiêu khích. Mặc dù hắn phản bội Vĩnh Hằng Thần Quốc muốn đầu nhập Minh Thành, nhưng mà hắn vẫn là bảo lưu ngạo khí tinh hồn nhất tộc. Cảm giác được lực lượng nóng bỏng này đập vào mặt, Diệp Thần vung bàn tay khổng lồ hướng Huyền Dạ chấn áp. Oanh! Huyền Dạ một quyền oanh ở cự trường Diệp Thần Linh Thần, lại chỉ để phía trên dấu vết. Những cái dấu vết kia rất nhanh biến mất hoàn toàn, như ban đầu không có hư hao. Một cái lực lượng khổng lồ vô cùng mạnh mẽ giống Thái Sơn áp đỉnh hướng Huyền Dạ chấn áp. Giới Linh Thần trưởng áp Huyền Dạ không bị khống chế bay về mặt đất, oanh một tiếng nổ lện vào mặt đất, cả mặt đất oanh cơ hồ bạo liệt ra ngoài. Thế một màn như vậy tất cả mọi người là choáng váng. Trong ba cái hạ vị tinh chủ cấp cường giả, Huyền Dạ hẳn là mấy cái đứng đầu nhất. Cho dù không cách nào ổn thỏa đệ nhất bảo tọa cũng không xê xích nhiều, nhưng mà cường giả như vậy cự nhiên bị Diệp Thần Linh Thần một trưởng chấn áp. Linh Thần này không khỏi quá đáng sợ. Loại biến thái xuất hiện ở nơi đây thực sự là phá hư thăng bằng. Trong hạ vị tinh chủ cấp tại sao có tồn tại biến thái như vậy? Trên thực tế nếu ở bên ngoài, thực lực Diệp Thần cùng đám này không kém bao nhiêu. Nhưng mà trong thế giới linh hồn, Diệp Thần chính là tồn tại vô địch. Cho dù Huyền Dạ này có thần tấn tinh hồn cao quý, cũng bị Diệp Thần một trưởng chấn áp. Đem trưởng sơ lên, Huyền Dạ thê thảm không nỡ nhìn. Lùng là lùng này chỉ còn một cái chút tàn hồn, bị cùng giai cường giả một trưởng chấn áp. Đây tuyệt đối là Huyền Dạ từ trước đến nay kinh nghiệm chuyện tình cực kỳ mất mặt. Cái này là không thể. Tại sao như vậy? Huyền Dạ ngửa mặt lên trời bi giống. Hắn nghĩ tới từ phụ như vậy trong tình hồn nhất tộc cũng là thiên phú kích người, nhưng mà thua trong tay một cái nhân loại bị hắn xem thường, hơn nữa bị bại không chút nào huyền niệm như thế. Nội tâm của hắn vẫn lộ vẫn uất có thể nghĩ. Diệp Thần linh hồn quan sát, ánh mắt như đèn lồng nhìn Tí Tuyệt, sinh lòng thúy, nghĩ muốn chạy trốn. Thanh âm hạo hạo truyền đãng ra ngoài. Người không phải là muốn tới bề từ bên trong giáo huấn ta sao? Tí Tuyệt cười khổ không ngừng, dạy dỗ cái giám ma. Hắn nghĩ không tới thực lực Diệp Thần cường đã đến trình độ kinh người như thế. Điều này làm hắn nhớ lại nhân tộc siêu cường cường giả tu hạ của mình. Diệp Thần linh thần cường đại như thế, thực lực bổn tôn khẳng định không kém bao nhiêu. Đắc tội một cái siêu cấp cường giả như vậy thực sự là cử chỉ không khôn ngoan. Thế thật cũng không biết là nếu ở bên ngoài hắn cùng Diệp Thần, hai người ai mạnh ai yếu rất khó nói. Bất quá trong Thí Tuyệt tự động đem Diệp Thần liệt kê vào trong mấy cái người không thể chọc.